Thùy Tiên chụp ảnh thời trang thông điệp sống chậm. Thùy Tiên, người đẹp tranh giải Mỹ Nhân của năm tại Ngôi Sao của năm 2023, tung bộ ảnh lấy cảm hứng về sống chậm. Cô nhận đề cử hạng mục Mỹ Nhân của năm thuộc giải thưởng Ngôi Sao của năm 2023, hiện xếp thứ 2 về lượt bình chọn. Sau 2 năm đăng quang Miss Grand International, Thùy Tiên cho biết vượt qua nhiều áp lực cuộc sống, rèn được sự điềm tĩnh. Thùy Tiên sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu nói giống nhiều người trẻ, có lúc cô bị cuốn theo nhịp sống hiện đại, quên đi điều bình dị xung quanh. Qua loạt ảnh, cô muốn gửi thông điệp cảm nhận sự yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hoa hậu chọn các trang phục phong dáng đơn giản, trang điểm và làm tóc theo phong cách nhẹ nhàng. Người đẹp lồng ghép hình ảnh đời sống sinh hoạt như cảnh người dân tập dưỡng sinh vào buổi sáng tại công viên, chiếc xe máy cũ, kho hàng, nặng tò he, tái hiện vẻ bình yên giữa thành phố hiện đại. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 25 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới tại Bangkok hồi tháng 12 năm 2021. Cô tham gia nhiều hoạt động xã hội, thực hiện loạt series gồm Tu Đêm, Nông Dân, Những Điều Nhỏ Xíu, gắn với cuộc sống người lao động. Đầu năm, cô giới thiệu dự án Vui Lên Nha, nhằm xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại các bệnh viện cả nước. Hồi tháng 11, Thùy Tiên được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gửi lời mời làm diễn giả tại hội nghị quốc tế lần 5. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.